Rồi chào mọi người, kỳ rồi mình có làm một cái review về cái máy bán vít của hãng Inco 8V này. Đó, có 15 cái cấp trượt. Thì nhiều anh nói cái máy bán vít này là bằng nhông bằng nhựa. Đó, thì thôi bây giờ mình sẽ tháo ra ha, mình sẽ khám phá trong đây nó gồm những cái gì cho mọi người cùng xem nha. Thì trước khi tháo mình sẽ test thử. Này có thể xoay được ha. Bóp là xoay lên. Đó, cầm như vậy để chúng ta thao tác nha, đảo chiều trái phải đó, thì dài ha. Rồi mở ra thử này, ok, ra một con vít rồi bấm vô chuyển nút. À, nó trượt rồi, để số 3 ha, tăng lên 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 luôn, lớn ha, đó lớn rồi đi vào ha, vào đi hết. Còn muốn nữa thì mọi người lên smart ha. Rồi thì đây là cái máy bắn vít của hãng Inco, hàng mới ra, thiết kế rất là đẹp nha, có đèn led, chế độ đảo chiều, tốc độ quay nó là từ 0 cho đến 220 vòng một phút, pin 8V, dòng này dòng công nghiệp nha, dòng industrial, người chọn chút. Rồi tiếp người ha, là điện thoại người chọn chút. Rồi tiếp người ha, thì đó, đây là cái máy bắn vít nha, dùng đầu 6.35 ly, đó, có đèn led ha, 15 cấp trượt, bóng pin, xoay trái, xoay thẳng nha. Những em thợ điện tử nó rất là cần luôn, hãng Inco, cầm tay nắm rất là bằng nhựa nha, rất là chắc chắn luôn ha, rất là cứng luôn á, cứng cáp luôn, hàng công nghiệp. Rồi ok, giới thiệu sơ người để mọi người biết thêm, những anh em nào đã xem video trước thì đã biết rồi, những anh em nào đã xem cái video này, video chưa xem video trước thì xem video này mình vẫn biết là thông số của nó nha. Đó, dành để bắn vít ha, bắn vít. Rồi bây giờ mình sẽ giải đáp vấn đề thắc mắc của anh em nè. Mấy hôm nay anh em hay hỏi là cái máy này là bằng nhông nhựa hay là bằng nhông kim loại ha. Ok, giờ bung ra luôn thì mọi người yên tâm, những cái máy này là ở cửa hàng mình đều có trưng bày hết á, thì mình sẽ tháo cái con này ha, tháo ra chứ không để cho mọi người thấy, con này chỉ hàng trưng bày thôi chứ không có bán cho người đâu ha, người yên tâm về điều đó. Rồi ta cùng giải phẫu ha. Thì trên máy dùng hai cục pin này, pin này pin 1,3 ampere nha, thì hai cục pin đó thì nó là 2,6 ampere đó, 3,7V một cục nha. Ở đây cái công tắc của nó, nó công tắc đó, công tắc rồi, ok, giải phẫu thêm trên người chờ một chút. Rồi tiếp ha. Đây là cái mạch đèn led nó đây, motor ha, tắt bỏ một bên đi.
Rồi mình tập trung vào cái này nè, cái motor nè, là cái khớp của nó đấy. Đây mình xem nguyên cái motor đây ha, nguyên motor đây, mình coi cái nhông, mình dòng nhông gì đây. Thì trước tiên cái nhông motor thì cái này nó bằng kim loại rồi ha, đó đây. Đó, nhông là nhông nhông bằng kim loại nha. Rồi mình tập trung vào cái bộ phận dưới đây. Ngồi chờ một chút. Rồi rồi ba cái nhông này cũng bằng kim loại luôn nha, quay sát cho anh em thấy nè. Nếu mà nhông nhựa thì nó sẽ màu trắng nha, nè bằng kim loại luôn. À, gì nữa không ta, đây kim loại nha anh em nha, kim loại nha, đó bằng sắt không nè, kim loại luôn nè, thấy chưa. Đó để giải quyết cho mọi người thấy được nó bằng nhông gì thì mình phải tháo ra thôi. Đó nha, kim loại không đó. Rồi thì ở trong là hết rồi, ở trong bằng kim loại thì đẩy cái chốt ra thì nó bằng kim loại hết ha. Đó mình thấy rõ không, bằng kim loại luôn. Rồi tổng cộng nhông, tất cả nhông đều bằng kim loại hết nha. Thì người biết dòng dòng công nghiệp mà nếu mà nó làm bằng cái loại mà bằng nhựa làm sao mà nó chạy nổi. Ở trong đây rãnh bằng kim loại nè, những cái rãnh này bằng ha, tất cả bằng kim loại hết đó nha. Như vậy mà mấy anh nào còn nói bằng nhựa nữa thì không biết sao luôn nha. Đó tất cả đều là bằng kim loại hết. Hàng công nghiệp mà ha, hàng công nghiệp thì nó phải làm theo dạng công nghiệp thôi, chứ nếu mà hàng công nghiệp mà làm hàng chợ thì cái sản phẩm ở đâu bán được ha. Rồi video là chỉ giải đáp cho anh em thấy ha, anh em còn thắc mắc gì nữa không. Đó. Đây hết rồi đó nè, nhông bằng kim loại nè, đó bằng kim loại. Ở trong đây là tới cái cốt rồi ha, tới cốt này rồi nha, cốt này mà nó bằng nhựa thôi bó giò luôn á. Thấy không, đó rất là cứng nha, kim loại luôn ha. Rồi thì chỉ vậy nó mới cứng thôi nha, chứ nếu mà bằng nhựa thì làm sao mà cứng cho được. Đó bằng nhựa thì không cách nào cứng được hết á. Giờ tháo ra vấn đề mà ráp vô, phải nghiên cứu ráp chứ đâu đơn giản là tự nhiên mình ráp vô là ráp được đâu. À, thôi đi giờ nghiên cứu ráp sao đi ha, chủ yếu cho mọi người thấy là tất cả cái nhông trong đây nó đều bằng làm kim loại hết đó, không có gì bằng nhựa hết nha. Đó nguyên bộ nhông nè, đó nhông hết ha. Rồi còn gì nữa không, hết rồi.
còn cái motor đây mình chọn chút. Thì đây là cái motor của nó đây ha, motor đây nó ghi đây là nha 7,2V đó. Này là cái motor của nó, motor cũng nhông bằng kim loại luôn đó. Vậy tất nhiên di động rồi ha mọi người ha, công nghiệp mà. Rồi bo mạch rồi hết rồi đó, hà pin vậy thôi ha. Ruột ra em nó mình đã tháo hết cho mọi người thấy rồi đó nha. Cái quan trọng là người xem cái bộ này nè ha, mọi người muốn xem cái bộ này nó bằng nó bằng kim loại hay bằng nhựa ha, nhựa nó bằng nhựa ok bung luôn cho người xem luôn coi nó bằng bằng cái gì đó, cho người thấy rất rõ nha, kim loại không luôn, đầu này cũng vậy ha. Đó rồi tới đây là tới cái chân bắt này rồi nha, tới cái đuôi bắt này rồi nha, bắt này rồi rồi ok. Rồi video này kết thúc mọi người ha. Thì anh em nào có nhu cầu về mua cái máy này thì liên hệ trực tiếp số điện thoại 0942309090 đó. Thì lúc trước mình đã làm test review sẵn máy rồi, còn cái video này chú là bung ra cho người xem nó bằng cái nhông gì thôi, để anh em có thể quyết định mình mua hàng nó không có bị lầm đó. Nhiều người bán chưa chắc gì hàng những hàng kia họ bung cho người xem đâu, như hàng này không sao tôi bung hết cho mọi người luôn, tại vì mình có những cái hàng mẫu hàng trưng bày mà cứ tháo ra cho anh em xem thôi đó nha. Rồi mới tin ok, giá của cái con này thì giá nó là 650.000 nha, 650.000 cho cái con này, giá chưa gồm phí ship. Anh em nào có nhu cầu mua thì ghé cửa hàng lấy. Rồi ha, cảm ơn mọi người ha và xin chào.